Vâng, chào bác nhé. Đấy là chuyên mục đồng hồ bãi. Đấy thì tiếp tục lại lên sóng cho các bác những cái sản phẩm về hàng bãi Nhật, đấy, hàng đồng hồ bãi. Đấy thì các bác cứ bước vào xem video thì cho em xin một nút like, một đăng ký kênh, chia sẻ kênh các bác nhé. Đấy, rồi trong video các bác ưng mẫu nào thì cứ cái mã nào thì cứ liên hệ cho em trực tiếp cho em theo số điện thoại là 0818 này 132198 nhé các bác nhé. Đấy thì em sẽ tư vấn chốt đơn cho bác, và sẽ các bác nào mà cần chi tiết thì cứ báo kết bạn Zalo là em quay chi tiết cho bác nhé. Đấy thì các bác bước xem vào xem video thì trước mắt các bác là một con Citizen này, con để bàn này, con này thì cỡ lớn nhé, con để bàn cỡ lớn này. Con này thì nó thì nó không có chuông nhạc chuông gì đâu, nó chỉ có đồng hồ và con xoay lắc con xoay thôi. Đó, đây đằng sau này một máy chung máy máy lớn pin chung nhé các bác nhá. Đấy, bằng chất liệu gỗ. Còn bốn cái trụ của nó là bốn cái trụ bằng cái chất liệu thép hay đồng gì không biết. Đấy các bác nhá. Trụ này trụ chắc là bằng kim loại thôi, mạ đồng hay như nào thôi. Đấy. Thì với một con đồng hồ Citizen để bàn cỡ lớn này này. Đấy thì các bác cứ quan tâm thì cứ liên hệ cho em nhé. Thì với con Citizen này thì nó có chiều cao của nó này, chiều cao của nó được đi 35 cm. Đó. Và chiều ngang của nó được 31 cm coi nhá, chiều ngang 31 cm. Bề dày của cái mái này được 17 cm. Đấy, còn đường kính của mặt đồng hồ này là 12,5 cm. Đấy. Con này thì chất liệu của nó bằng gỗ này, mặt kính là mặt kính Meca. Trong này thì nó bị móp dập nhé, bị móp vào trong này này. Đấy, có tí phần móp phần chật phần trong này các bác nhé, phần móp trong này. Và chày thì nó có những chày góc này. Đấy, góc này nó chày này. Đó chày thì nó có, chày thì những chày góc này nó sẽ có nhé các bác nhé. Đó. Góc. Đấy, nó chày góc. Đấy, đầm xoay thì vẫn còn, vẫn xoay bình thường. Máy thì máy kim chui. Đấy, số là mã. Đó, một con để bàn cỡ đại nhá. Đấy, một con để bàn cỡ đại. Con này thì xin gửi đến các bác là một con mã xong này là mã hôm qua bao nhiêu nhỉ? Hôm qua 120. Hôm nay 121 nhá. Đấy, con mã 121 này. Con em viết vào cái giấy đi chứ còn cái này sợ nó vào Meca này không biết nó được có việc gì không. Cái mặt kính Meca. Đấy. Em viết lên nhá. Cái đại đại này, con này là con V121. Đấy, lên con V121 này. V121 nhá. Con này thì em gửi đến các bác là con này gửi các bác là đi $950.000 nhá. Tại vì con này nó có tí móp cái mặt ở đây. Móp cái mặt đây nhá. Chứ không thì giá nó khác. Đấy. Em sẽ để cho bác là giá 950.000 một con V121 nhá. Để bàn cỡ lớn này, con này để bàn cỡ lớn luôn nhá. Đấy, rất đẹp luôn. Đấy, các bác quan tâm lên mã cho em V121. V121 này. Đấy, V121. Rồi lên con đồng hồ Casio. Một con Casio các bác nhá. Đấy. Một con Casio con này hiệu của Made in Japan Nhật Bản nhá. Con này nó có đồng hồ kim này, còn đây là đồng hồ số ở dưới này nhá. Đây là ngày hôm nay ngày 5 tháng 5 này, nó sẽ nằm hiện ở đây. Còn khi các bác muốn bấm sang cái chế độ để tìm giờ tìm cái ngày tháng khác này. Ở đây. Đây nhá. Đấy, đây này. Đấy, 5 tháng 5 nhá. Này 5 giờ 29 nhá. Đấy 5 giờ 29 này, đấy xem giờ này. Đấy. Đấy, các bác nhá. Còn đây là cái này là cái gì 20 em không biết là cái này là cái gì. Đấy, nó có 3 chế độ. Đấy, còn các bác để về chế độ cái ngày tháng này này. Đấy, chứ về chế độ ngày tháng này là về ngày tháng này thôi. Đấy, còn giờ thì các bác nhìn giờ ở đây rồi. Đấy. Vẫn nhìn giờ đấy rồi thì các bác không cần nhìn cái giờ của số nữa. Đấy. Thì các bác để cái ngày ngày tháng thôi. Thứ ngày tháng hôm nay 5 tháng 5 là từ chủ nhật này. Đấy. Con này thì nó có cái đường kính của nó là đi 31 cm thôi các bạn. Đấy.
con này lên mã cho em là lên mã là con V122, con V122 nhé. Con này thì em gửi đến các bác là đi V122, con Casio của Nhật Bản nhé. Đấy, con này máy, một máy của Nhật này. Đấy. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em con mã này, mã số 122. Em gửi đến các bác là đi 380.000. Đấy, hai đồng hồ. Nó có hai đồng hồ nhé. Đấy, V122 380k. Đấy, các bác quan tâm lên mã cho em V122 380.000. Một con Casio nữa nhá. Con Casio này, Casio này là máy của thằng nào đây? Máy của China. À, máy của các SKB China, máy kim trôi các bác nhá. À, con này máy kim trôi này. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em là con này, con Casio mã số 123, đường kính của nó là đi 33,5 cm. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em 123 V 123. Con này em gửi đến các bác là 230.000 cho con V123. V123 các bác nhé. V123 230k. Đó. Máy kim trôi. Rồi lên con Rayo Control. Đó, con này thì nó có, con này còn rất là mới luôn. Đây pin cũng còn nguyên của nhà, của bên người ta nhé. Đấy, gửi về. Cái này em vừa móc bọc, móc ấy là xong, vừa bóc cái bọc ra xong nhé. Đó. Cái hộp nó bị hỏng rồi. Còn nguyên bản luôn. Đấy, chảy xước có tí cái vấn đề ở chỗ này, nó bị dập hỏng cái xốp cho nên nó bị chảy xước ra. Còn đây là còn rất là mới luôn. Đó. Con này nó có báo đèn luôn các bác nhá, nó báo đèn. Em sẽ tắt điện đi cho các bác nhìn cái đèn của nó nhá. Đấy, con này nó có báo đèn. Khi mình tắt đèn, mình tắt điện đi là nó có đèn này. Đấy, em để đây em tắt điện đi đã. Cái này đìa pin này đang yếu pin rồi, này yếu pin rồi các bạn. Đấy, có đèn đấy nhưng mà nó yếu pin. Cái này thì có thể là thay pin khác, em sẽ thay pin khác vào. Nhưng mà cái đấy pin nó, người ta để pin nó từ lâu lắm rồi. Đấy. Đó thì một con này không thấy nó đề cái gì, chỉ có radio control thôi. Con này 30 cm các bác nhá. Đấy, chiều ngang của nó 30 cm, à cái đường kính của nó 30 cm. Con này thì nó có hai góc đèn thôi các bạn, có hai góc đèn thôi. Đấy, con này pin thì nó chắc nó lâu lắm rồi, nó để đây nó lâu rồi mà nó vẫn sử dụng này rất là ok. Đấy, trên này pin vẫn chạy được. Thì các bác lúc mà em vừa đi thì em sẽ để cái pin mới vào cho các bác để các bác thay pin. À, còn cái này thì em vẫn để pin đấy để cho nó chạy. Đấy, các bác lên mã cho em là mã số 124 này, con V124 này. Con này em gửi đến các bác là đi con này có báo đèn này. Gửi đến các bác là đi 380.000 nhá. 380.000 cho con V124 này là có báo đèn luôn. Đấy, có báo đèn luôn, còn rất đẹp luôn, 380.000. Đó. Con Orinex, con này của Japan, con này máy pin chung này, pin chung, con này kim nảy các bác nhá, con này kim nảy này, con này thì chất liệu của nó thì bằng gỗ, nó làm kiểu vét vát vát lên nhé các bác nhá, vát lên, đấy, vát lên, vuốt lên như này, đấy. Con này mặt của nó là được đi cạn ngang 25 năm, còn cao của nó là được 25, đấy. Máy kim nảy các bác nhá. Con này các bác lên mã cho em là mã số 125, con V125. Con này em gửi đến các bác là đi 250.000 cho con máy lớn pin chung mà bằng gỗ nhá. Đấy, bằng gỗ 250.000. Đấy, rất là ok luôn, nhìn rất đẹp luôn.
này như là lắp pin lối nào nữa. Nhưng có lắp pin ở đây có cái bản lề này. À đây. Để đi cứ kiểu thùng này. Đấy, con này kim nảy các bác nhá. Đó con này kim nảy này. Nó có bản lề ở đây, mở ra. Lắp pin như này. Bên trong này các bác đựng cái gì thì đựng trong này này. Đấy. Có gì ở trong này giấu kín trong này là thoải mái luôn. Đấy, con này bằng nhựa thôi các bác. Con này bằng nhựa thôi. Con này thì các bác 100.000 các bác nhá. V126 này. Con V126 này. 100.000. Đấy 100.000 cho con V126 nhá. Con này thì máy của nó thì chả biết máy gì đâu, nó không đề đây, nó chỉ có đề là xăng tai. Xăng tai thôi. Máy xăng tai chắc là của Đài Loan, Trung Quốc à. Em chả biết là đấy 126 100.000 nhá. Rồi lên một con này là con đồng hồ cơ nhá. Con hồ cơ này, con Senco Corona Merinolanida. Đấy con này hai con này nó hai request cái gì đây, cái này là hình như là code của nó được 2 ngày hoặc là 24 tiếng, 2 ngày chắc 2 ngày. Đấy. Con này em để em test em lên code từ hôm qua mà giờ vẫn đang chạy. Đấy, con này có báo thức của nó như này. Đấy, báo thức của nó này. Đó, báo thức của nó đấy. Đó, báo thức của nó này. Đến là có nhạc như vậy. Các bác không muốn nghe nhạc thì bác bật về kia, bật về thẳng về thằng đỏ này. Còn muốn có nhạc báo thức thì để lên đây. Đấy, cái nhạc của nó, cái code báo thức của nó là bên này. Đấy, còn cái code này code giờ nhé. Đấy. Các bác cái này code này chắc là phải 2 ngày đấy các bạn. Cái này em test em để từ hôm qua em test là em lên code là vẫn là rất đẹp luôn, là rất là ngon luôn. Vẫn đang chạy bình thường. Đó, thế này là chắc nó phải được 2 ngày, cót vẫn căng lắm, đây vẫn cao lắm, đây này. Đấy. Rất là căng. Rồi thì các bác lên mã cho em là mã này là mã số con 127 các bác nhé, 127. Con này có chiều ngang của nó là đi 21cm và chiều cao của nó là 17cm. Con 127, V127 nhé, con này thì gửi đến các bác là đi hàng cót này, con này 550.000. 550.000 cho con mã V127 hàng cơ cốt nhé. Đấy, hàng cơ cốt báo thức. Đó. Một con Casio này. Con Casio nữa này. Đấy, này lắm Casio. Cái lô hàng lắm Casio, con này. Con này còn đẹp quá, máy không chạy các bạn. Đẹp máy không chạy. Đấy, máy không chạy này, con này em thanh lý luôn cho các bác này. Con này thanh lý cho các bác là mã 128. V128 nhé. Con này em gửi đến các bác là 150.000. 150.000 cho con V128 nhé. Đấy, máy không thấy nó chạy đâu. Các bác quan tâm thì lên mã cho em là 128. Rồi con 129 con Maruman. Con này chỗ lắp pin đây mà lại không thấy chỗ chỉnh giờ. Đấy, không thấy chỗ chỉnh giờ như nào hay là sóng radio em không biết, nhưng cái này không có nút gì cả. Không thấy nó chạy. Cái này radio cần trôi rồi mà không thấy nó chạy, mà không có chỗ để nút để mình test cái nút để mình lấy giờ ấy. Không chỗ nào. Cái này mới có phải không? Không phải. Con này không có thấy đâu cả. Đấy, thì các bác nào quan tâm thì cái mã này lên mã thanh lý luôn này. Đó, thanh lý cho các bác nha. Con mã 128, 129 này. Con V129, con này kính mò này. Đấy, bằng kính nhá, 129 này, kính mo gửi đến các bác là 150.000. 150.000 cho mã 129 này, thanh lý 129.
150.000. Rồi lên một con Toshiba. Con Toshiba máy số của nó số 5 mã này. Đấy. Vỏ thì vỏ nhựa, đằng sau này là nhựa kính trong. Máy của Made in Japan nhé, máy của Japan. Đấy, máy của Japan này. Đấy. Máy của Japan. Đấy, con này đang chạy bình thường. Đấy. Các bác lên mã cho em là mã này, mã số 130. Đường kính của nó là được 34,5 cm. Đấy. Mã 130. V130, con này gửi đến quá là đi 280.000 nhé, 280.000 cho con V130 này. Đấy, máy Nhật luôn nhé, máy Nhật. Bác lên mã cho em V130, máy Nhật. Rồi lên một con này khung bằng gỗ này, con này sử dụng là một pin tiểu nhá. Máy của nó là máy không thấy đề ở đây, máy kim chui mà không thấy đề ở đây là hãng gì. Không thấy đề ở đây hãng gì, máy kim chui nhá, bằng gỗ này. Đấy, con này thì nó đường kính của nó là được có 26 cm thôi. Đấy các bạn. Rồi các bạn quan tâm lên mã cho em là mã số 131. Con 131 nhá. Con 131 thì em gửi đến bác là đi bằng gỗ 180.000 nhá, 180.000 cho con V131. Chất liệu bằng gỗ nhưng mà máy của nó thì không biết là máy gì. Đấy, không biết là máy nó không để ở đây thì em không báo, không biết cách báo máy gì thì báo cho bác là giá như máy tàu thôi. Đấy, con này cũng là một con kim chui này. À con kim nảy à. Đấy, con này cũng không đề đây là cái máy gì. Đấy. Con lên mã cho em là mã số 132. Con V132. Con này gửi đến bác là 130.000 nhá. Đấy. 130.000 thôi, con này. Đấy, 130.000 cho con V132. Con Citizen, con này con Citizen, con này sử dụng là pin tiểu này. Con này kim nảy các bác nhá, kim nảy, con này bằng gỗ nhá. Đấy, bằng gỗ thịt. Con này bằng gỗ thịt luôn. Citizen kim nảy. Con này nó có cái kích cỡ của nó là đi được 33,5 cm chiều ngang và chiều cao của nó là đi 31,5. Con này con Citizen mã số 133. Con V133. Con này em gửi đến các bác là 250.000 các bác nhá. 250.000 cho con V133. Đấy, máy của nó máy kim nảy số nổi này. Đấy. Con này thì chất liệu của nó thì vẫn là ok đấy, rất đẹp đấy các bạn. Còn rất đẹp luôn. Đấy, số nổi kim nảy này, Citizen. 250.000, quên được báo giá 250.000. Con này bằng gỗ mà. Thôi các bạn đã báo rồi thì báo luôn, để luôn. Báo rồi để luôn. Đấy. 133 250.000. Rồi lên một con Citizen. Con Citizen cũng bằng gỗ luôn nhá. Con này bằng gỗ luôn. Đấy, con này cũng máy của nó vẫn còn tuyệt vời luôn, máy Japan rất đẹp luôn. Đấy. Cũng bằng gỗ luôn. Con này chiều ngang của nó là được 32 và chiều cao của nó 305. Con này thì nó có chảy xước chỗ này nhá, chảy xước chỗ này. Đấy. Và trong cái phần trong này thì nó có ấy này, có bị loang loang cái dầu gì này. Đó. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em nhá. Lên mã cho em là mã này, mã số 134. Con V134. Con này gửi đến các bác là 280.000 nha các bác nhá, 280.000 cho con V134. V134 280.000.
con để bàn này các bác này, con để bàn con hiệu Citizen. Con này thì con này hai pin đây này. Đấy, hai pin này. Con này sóng radio rồi các bạn. Con này sóng radio rồi. Off. Con này tới 4 cục pin nữa này. Nhạc không thích, đồng hồ không thích chạy nha các bác. Trụ xoay và nhạc thì vẫn đang hoạt động nhưng mà đồng hồ không thích chạy này. Em test cái này là đồng hồ radio. Con này sóng radio nhưng mà em test nó, em bấm để chạy để dò sóng không thấy chạy nhé. Đấy, còn nhạc thì vẫn đang hoạt động này. Đâu rồi, bấm nhạc chỗ nào này. Đây. Đấy. Bấm nhạc vẫn hoạt động. Test nhạc vẫn hoạt động nhưng mà đồng hồ không thấy chạy này. Đấy. Rồi các bác này, lên mã thanh lý cho bác luôn này. Con này ngoại hình thì cũng rất là đẹp luôn nhé. Đấy, ngoại hình rất đẹp luôn. Bên trong này thì nó cũng có tí cái nó bay cái lớp mạ đi sao này. Đấy, các bạn, đấy, nó bay cái lớp mạ đi rồi sao đấy. Em không để không dành cái này. Chắc nó bay rồi. Này sao lại pin cho pin mà nó không thấy chạy này. Không được các bạn, không chạy. Rồi các bác lên mã cho em nhé. Con này có chiều cao của nó này, chiều cao của nó được 30 cm và chiều ngang của chân đáy này được 22 cm. Đó. Bác lên mã cho em là mã số 135. Con V135 này nhá. Thanh lý cho bác là đi 350.000 nhá, 350.000 cho con mã V135. Thanh lý cho bác để về các bác xử lý phần đồng hồ. Em cái này không dành. Đấy, nguyên cái trụ xoay nhạc này đã rất là ok rồi. Đấy, bác về bác thanh lý xử lý cái phần đồng hồ này nhá, hay là chân pin biết làm sao nó không biết nhưng không thấy hoạt động. Đấy. Đấy, còn rất đẹp luôn. 350.000 nhá. Quá bèo. Đây còn con để bàn nữa này. Con này không biết là nó có không được không mà cũng rất là lắm pin luôn mà không biết có được không. Mới khui ra mà nó con này thì nắp pin không có, không nắp pin này. Ôi con này bị đứt chân pin rồi. Con đứt chân pin rồi. Đây đứt ngay đây mấy dây đứt hết này các bạn. Đó, đứt hết rồi. Ôi, con này thì khỏi phải đo thôi, khỏi phải ấy, giờ biết chân biết hết rồi thì chả làm gì được. Thì lại lên thanh lý cho bác nhé. Đấy, lên mã thanh lý cho bác là con này rất là mới luôn, rất đẹp luôn. Thế tem mát vẫn còn nhưng nhìn nó cũ kiểu ấy, nó bám bụi như là keo. Con này lên mã 136 này, con V136 nhá. Con này gửi đến bác là 350.000. Đấy, các bác nào mà yêu thì cả hai cái luôn nhá. 350.000 luôn. Đấy. Con này đứt chân pin 100% rồi. Đây là 3 cái chân pin đứt hết này. Đấy, 3 cái chân pin đứt hết này. Các bạn nhìn chưa? 3 cái đứt hết luôn. 4 cái 1 2 3 4 đầu là đứt luôn này. Và đầu bên này không có gì. Đấy, đầu bên dương không có gì. Đi pin âm hết rồi nhé. Đấy. Rồi các bác quan tâm mình lên mã cho em nhé. 136.
lên một con này là con sóng radio. Con này không chạy. À có. Con này sóng radio rồi. Con này các bác quan tâm lên mã cho em con radio này nhé. Này thì nó để nó dò sóng này lâu lắm. 30 cm đường kính nhé. Con này mặt bằng kính nhé. Đấy, không phải MK đâu. À, con này lên mã cho là mã 137. Con V 137. Con này gửi đến các bác là đi 180.000 cho con V 137 nhá. V 137 máy radio còn rất đẹp luôn. 180k vẫn còn sóng bình thường. Nó là sóng radio thôi. Đấy. Rồi các bác quan tâm lên mã cho em nhá. 137 180.000. Rồi lên một con Senko. Con Senko này cũng sóng radio luôn nhá. Đấy, con này sử dụng cho bác là hai quả pin tiểu này. Đấy, con này hãng Senko người ta có chuyện mộc rất đàng hoàng ở đây nhá, tem mác chuyện mộc đàng hoàng. Đấy, rất là ok, rất đẹp luôn. Con này rất đỉnh luôn. Đấy. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em con này, có chất liệu của nó bằng gỗ nhá. Đấy, bằng gỗ thịt luôn, bằng gỗ thịt nguyên bản luôn. Con này có bề ngang của nó là đi 31 cm và chiều cao của nó 33,5 cm. Đấy, máy của nó là máy sóng radio kim trôi. Đấy. Rồi các bác quan tâm lên mã cho mã 138. Con V138 nhá. Con này thì em gửi đến các bác là đi 550.000 cho con mã V138 này. Đấy, nhìn rất xuất sắc, rất đẹp luôn các bạn. Đấy, 550.000 con V138 nhá. Rồi lên một con Citizen này. Đấy, con Citizen con này thì sử dụng hai pin tiểu nhé. Đấy, con này kim đang nhích nhích đấy. Con này chạy sóng radio nhé các bác nhé. Con này có phản quang này, ở giữa này có phản quang này. Đấy, con này có phản quang. Rồi các bác quan tâm thì lên mã cho em nhé. Con này mất kim giữa rồi, mất kim dây rồi nhé. À, mất kim dây, thanh lý cho bác luôn này. Đã thanh lý này, 139. Con V139 nhá. V139 thanh lý này. Con này thanh lý cho bác là đi con này 180.000 nhá. 180.000 cho con V139 thanh lý này. Đấy, mã thanh lý 180.000. Còn rất mới luôn, có phản quang. Rồi một con Senko nữa này. Con Senko này thì nó sử dụng là tí tới 1 2 3 4 5 6 cục pin. Đấy, con này thì chân pin đứt hết rồi nhé. Đấy, các bác nào mà quan tâm mã này thì lên về xử lý chân pin cho em nhé. Xử lý chân pin, con này có đèn này. Đấy, có đèn trên đèn dưới nhé. Đấy, xử lý chân pin cho em, giờ cho pin vào cũng vô ích, cũng chả giải quyết được. Con này các bác lên mã cho là mã 140. Con V140. Con này gửi đến các bác là đi 250.000 nhá. 250.000 cho con V140 nhá. Đấy, thì các bác nào quan tâm mã nào thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại 0818132198. Đấy, em sẽ tư vấn và chốt đơn cho các bác. Thì trong video thì có những sản phẩm nào mà các bác quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp cho em. Rồi trước khi dừng lại video thì đừng quên giúp em lên một nút like, một nút đăng ký nhé, một nút chia sẻ. Đấy, chúc các bác một ngày cuối tuần vui vẻ và một chuẩn bị sang một ngày mới làm việc đầy hiệu quả nhé các bác nhé. Xin chào và tạm biệt các bác.